Xin chào các bạn và chào toàn thể mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Đạt Bird TV của mình nhá. Vẫn tiếp tục series khám phá về chim cảnh thì mình cũng có nhận được rất là nhiều lời bình luận của các bạn. Nổi bật nhất là một đề xuất của bạn có tên YouTube là Gian San. Bạn có đề nghị mình là đi khám phá về những loài chim oanh của nước ta. Một lời đề xuất cũng khá là thú vị bởi chim oanh cũng là một loài chim mà hiện nay cũng khá được phổ biến người nuôi. Bởi chúng vừa mang cho mình một ngoại hình đẹp và giọng hót cũng hay nữa. Theo mình tìm hiểu được thì chim oanh là một loài chim thuộc bộ sẻ. Đây là một bộ rất lớn và có rất nhiều các loại chim trong này. Và chim oanh thì được xếp vào trong họ đớp ruồi cùng với họ chích chòe. Ngoài ra còn có chim cô cô và sẻ bụi nữa. Trong đó thì mình cũng đã tìm hiểu ra 10 loài chim oanh rất nổi bật. Và trước khi đi vào vấn đề chính thì các bạn đừng quên là ủng hộ mình bằng cách ấn nút like cũng như là đăng ký kênh. Ngoài ra các bạn nhớ bật chuông thông báo để cập nhật được những video mới nhất của bên mình nhé. Và sau đây sẽ là những loài chim oanh nổi bật và đang sinh sống tại nước ta. Đứng thứ nhất đó là oanh cổ đỏ. Chúng có chiều dài cơ thể khoảng 16 cm. Ở chim trống và chim mái trưởng thành đều có lông mày và vạch dưới tai màu rất nổi bật. Chim trống thì có họng màu đỏ rất dễ nhận biết và thường gặp phổ biến hơn là chim mái và chim non. Còn chim mái có họng màu trắng, đôi khi pha màu vàng cam. Ở chim non thì vào mùa đông năm thứ nhất thì rất khó nhận biết. Thường nghe tiếng hót của loài chim này vào mùa xuân. Chúng phân bố chủ yếu ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ và được tìm thấy ở rất nhiều nơi. Đây là một loài chim di cư vào mùa đông, gặp khá phổ biến trong vùng phân bố. Ở ngoài tự nhiên thì chúng thường sinh sống ở những nơi rậm rạp ở trong rừng, vùng cây bụi tứ sinh và đồng bằng. Có thể gặp loài chim này lên đến độ cao khoảng 1.500 m. Là một loài chim rất hay lẩn trốn và rất khó xua chúng bay ra. Chúng thường sống trong các tầng thảm tươi, tuy nhiên đôi khi gặp ở những nơi quang đãng. Chính vì giọng hót và ngoại hình rất nổi bật, vậy nên đây cũng là một loài chim được nuôi khá phổ biến ở nước ta. Đứng thứ hai đó là oanh cổ xanh. Chúng có chiều dài cơ thể khoảng 15 cm. Ở phần gốc các lông đuôi ngoài cùng thì có màu hung. Khi bay nhìn thấy rất rõ và phần lông mày màu trắng. Chim trống thì ở thời kỳ sinh sản trước ngực và họng thì có màu hung và màu xanh. Còn ở chim mái thì có đốm màu nâu sẫm và trắng. Chúng được phân bố từ khu vực Trung Bộ đến khu vực Bắc Bộ của nước ta. Đây là một loài chim di cư đến vào mùa đông và không phổ biến. Chúng thường sống trong các vùng đất trồng, nhưng thường chui rúc vào bụi rậm và cỏ cây, nhất là chỗ gần nguồn nước. Là một loài chim cũng rất nhiều người ưa chuộng, tuy nhiên để gặp loài chim này thì cũng rất hiếm. Vậy nên chúng cũng không được phổ biến quá nhiều ở nước ta. Đứng thứ ba đó là oanh đuôi đỏ. Chúng có chiều dài cơ thể khoảng 14 cm, phần trên cơ thể có màu nâu xám, đuôi có màu hung. Ở phía dưới có màu trắng nhạt và có vải hình lưỡi liềm màu nâu. Đuôi của chúng luôn ve vẩy và vểnh lên khi đứng. Ở nước ta thì loài chim này phân bố chủ yếu ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Là một loài chim di cư và chỉ được tìm thấy vào mùa đông, số lượng chưa rõ. Chúng thường lẩn tránh kiếm ăn trong các khu rừng rậm rạp và giữa các đám cỏ cây mọc dưới tán rừng. Đứng thứ tư đó là oanh lưng xanh. Chúng sở hữu một chiều dài cơ thể khoảng 15 cm, đuôi ngắn không vểnh lên như các loài chim oanh khác. Mà thế nằm ngang, chỉ đập rất nhanh khi có tác động từ ngoài. Chân có màu nhợt nhạt. Chim trống thì ở phía lưng thì có màu xanh sẫm, có sọc đen rộng. Phía bụng thì có màu trắng. Ở chim mái thì phía lưng có màu nâu xám, hông và đuôi thì có màu xanh nhợt. Ngoài ra ở bụng có màu trắng và có vảy màu nâu nhạt ở ngực. Chim non thì có bộ lông khá giống chim mái, nhưng trên lưng thì có đốm xanh. Còn ở chim mái non thì có thể thiếu các vệt màu xanh nhạt. Vằn ở cánh thì có màu nâu sẫm. Chúng được phân bố ở khắp vùng trên cả nước. Hiện trạng sống là một loài chim di cư, thường gặp phổ biến trong các vùng phân bố. Chúng sống chủ yếu trong các khu rừng thứ sinh và các cây bụi dưới tán rừng. Đứng thứ 5 đó là oanh đuôi cụt lưng xanh. Với chiều dài cơ thể khoảng 15 cm, chim trống và chim mái đều có sườn màu da cam hung và phần đuôi có màu xanh. Chim trống trưởng thành thì có màu xanh biếc ở trên lưng. Còn ở chim mái và chim non thì có màu ô liu ở phía trên, họng có màu trắng rất dễ nhận biết. Tiếng kêu của loài chim này thì lanh lảnh và đôi khi khe khẽ. Là một loài chim phân bố chủ yếu ở khu vực Bắc Bộ đến Kon Tum. Cũng giống với một số loài chim oanh khác thì đây là một loài chim di cư và khá hiếm gặp. Chúng thường sống trong các vùng cây bụi thứ sinh và dưới tán rừng, thường làm tổ ở vùng núi cao, sống ở tầng thấp ở rừng cây gỗ thưa. Đứng thứ 6 đó là oanh đuôi nhọn lưng vàng. Đây là một loài chim khá nổi bật với bộ lông của chúng. Ở má có màu đen, trên mắt thì có một dải lông mày màu vàng kéo dài xuống gáy. Từ trên đỉnh đầu kéo dài xuống lưng thì có màu vàng ô liu. Các lông cánh phía ngoài thì có màu đen trông rất nổi bật. Ngoài ra thì ở mặt trên đuôi thì cũng có màu đen. Ở phần họng kéo dài xuống bụng và đuôi dưới thì có màu vàng tươi trông rất nổi bật. Ở trên thế giới thì chúng sống chủ yếu ở khu vực Bhutan, Trung Quốc, Ấn Độ, Myanmar, Pakistan, Thái Lan và ở Việt Nam. Còn ở Việt Nam thì loài chim này chỉ sống chủ yếu ở khu vực Tây Bắc, là một loài chim di cư và khá hiếm gặp. Vậy nên rất ít người có thể sở hữu loài chim này. Đứng thứ 7 đó là oanh đuôi nhọn mày trắng. Nhìn qua ở loài chim này thì khá giống với một số loài chim đốp ruồi. Từ cổ họng kéo dài xuống bụng dưới thì có màu cam hung. Đặc điểm nổi bật nhất là phần lông mày màu trắng kéo dài xuống sau gáy, trên nền màu tím than. Ở trên thế giới thì loài chim này sinh sống và phân bố chủ yếu ở khu vực dãy Himalaya đến Trung Nam của Trung Quốc và Đài Loan. Còn ở Việt Nam thì chúng thường sinh sống và phân bố ở các vùng núi phía Bắc. Đây là một loài chim di cư và chỉ nhìn thấy vào mùa đông. Chúng cũng không quá phổ biến ở nước ta. Đứng thứ 8 đó là oanh đuôi trắng. Ở chim trống thì có đặc điểm rất dễ nhận dạng, có màu xanh đen và có hai dải sọc trắng ở trên đuôi. Ở chim má thì nhìn chung thì có màu nâu xám, một dải ở họng và phần bụng màu trắng. Ở phần trên đuôi thì có hai dải màu trắng tương tự giống chim đực. Loài chim này sinh sống và phân bố chủ yếu ở khu vực đèo Hải Vân đến hết Lâm Đồng. Trước đây thì khu vực mình sinh sống là ở Hà Nội thì cũng đã gặp loài chim này. Là một loài chim sống định cư và thường rất ít gặp, cũng có thể có một số quần thể di cư. Chúng thường kiếm ăn ở dưới các tán rừng, gặp ở độ cao khoảng từ 1.500 đến 2.000 m, thường kiếm ăn ở gần mặt đất. Đứng thứ 9 đó là oanh mày xanh. Về ngoại hình thì không quá nổi bật với bộ lông trên cơ thể đa phần có màu xanh đen. Đôi khi ra ánh sáng thì có màu xanh ánh kim. Chúng thường có bộ lông thay đổi ở các vùng địa lý. Có thể ở phần cánh và đuôi thì có xuất hiện màu cam hung hoặc có màu nâu hung. Ở dưới bụng thì có màu nhạt hơn và có xuất hiện nhiều vằn và vẩy. Trên thế giới thì chúng được tìm thấy chủ yếu khu vực Bhutan, Trung Quốc, Ấn Độ, Lào, Thái Lan và ở Việt Nam. Môi trường sống tự nhiên của chúng là các khu rừng ôn đới. Đây là một loài chim thích nghi được với thời tiết lạnh mùa đông rất tốt. Nhìn chung thì chúng cũng khá giống với cả chim oanh đuôi trắng. Đứng thứ 10 đó là chim oanh đuôi nhọn hông đỏ. Chúng có chiều dài cơ thể khoảng từ 13 đến 14 cm và cân nặng từ 10 đến 18 g. Trên cơ thể thì nổi bật hai màu tương phản. Ở trên phần mặt, đỉnh đầu kéo dài xuống lưng dưới và ở dưới đuôi thì có màu xanh lam. Ở hai bên hông thì có màu cam hung nhạt. Từ cổ họng kéo dài xuống bụng dưới thì có màu trắng đục. Đây là một loài chim di trú theo độ cao một khoảng cách ngắn, sinh sản trong rừng cây hỗn hợp, tại độ cao khoảng từ 3.000 đến 4.400 m, ở trong dãy Himalaya và đông nam của Tây Tạng. Và vào mùa đông thì chúng thường xuống đai thấp hơn, vào khoảng độ cao 1.500 m và 2.500 m. Đây là một loài chim ăn côn trùng. Vào mùa sinh sản thì chúng thường làm tổ ở khu vực gần mặt đất với 3 đến 5 trứng do chim mái đảm nhiệm. Và đây là thông tin cuối cùng kết thúc video khám phá 10 loài chim oanh ngày hôm nay. Các bạn có ấn tượng với loài chim nào nhất thì hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Chim oanh là một loài chim thuộc họ chim đốt ruồi. Vậy nên ở hình dáng và cơ thể nhiều loài khá giống với loài chim này. Tuy nhiên chúng cũng là một loài chim thuộc họ chòe. Vậy nên có nhiều loài cũng có giọng hót nổi bật. Và trước khi kết thúc video thì mọi người đừng quên là ủng hộ mình bằng cách ấn nút like cũng như là đăng ký kênh để mình có thêm những động lực ra thật nhiều video kế tiếp nhé. Và mình cũng sẽ kết thúc video tại đây thôi. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp.